Ngon không? Có. Mẹ đợi chưa? Mẹ chưa. Mẹ ăn gì không? Mẹ thôi. Thank you.
con đi. Con đi tụi nhà. Bạn thì bố. Đi là bốc đầu. Quá đi. Ai nhỉ? À, không phải là Lưu nhỉ? Lưu mà. À, thế mà thế nay có chị vừa cố gọi và gọi cho về nhà vừa đang bị ốm. À thế à? Ừ, thế tí nữa xin ông chủ về nghỉ ngơi. Đang là đang tổ chức công việc chăm sóc như này. Nhá. Cảm ơn nhá. Về một hôm em chắc về khoảng 3 hôm thế nào vợ em đỡ em xuống nào thế em lấy bao nhiêu này em được 1 triệu để mua tiền thuốc em cảm ơn đấy mấy hôm em xuống nhé vợ ra cái chỗ cầu kia đón em ơi. Em về nhà tí. Rồi nhá, em ở chỗ cầu kia đợi nhá. Ngon thật. Mày ngủ trên à? Vậy. Mẹ đỡ tí nào chưa? Mẹ chưa. Chưa. Thôi. Này, cứ này. Bố không mua được cái gì vội vàng về quá. Thế chú gọi bảo là mẹ bị ốm, bố vội về quá. Mẹ ở trên à? Cái gì trong này nhỉ? Anh về rồi. Ốm à? Bị lâu chưa? Qua. Vì nặng nào ăn được gì không? Yeah.
Này anh lấy thuốc nhé. Này mua được tí thuốc. Bố về rồi đi con.
Cái này hả? Vâng. Cái này là chè xanh mà. Để em đun cho một tấm ấy. Nghỉ nhá, ướt quần áo nha. Nghĩ tắm không? Có. Mở kia này ra vậy. Thôi mày ngủ đây nhá, bố đi nấu cháo nhá.
Ui, giả hết. Lấy được nhiều không? Có. Ây dù. Muốn ăn cả? Vâng. Bỏ cái muỗng ra. Rồi đi. Cái cả này cho Như ăn nhá. Như con chào không? Mấy cái này cho mẹ ăn đấy nhỉ? À, mình to mới nhỏ. Đói chưa? Đói rồi. Đói rồi à? Dạ. Cắt cơm thôi nè.
ăn đi. Này, ăn cái này nhá. Dài quá. Dài cũng phải ăn hết chứ. Cào. Ngon không? Có, ngon quá. Ngon nhỉ? Ăn cá tím không? Có. Ăn không? Có. Ăn đây. Như à, cầm cái bát này đi cất xem nào. Có ăn thừa của mày không? Thừa.